Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào hôm nay ngày 15 tháng 1 năm 2021, cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Hiền Lành tiếp tục làm video clip chia sẻ tới tất cả quý khách hàng các cái mẫu mã hoành phi câu đối làm từ chất liệu gỗ gỗ và gỗ rổi. Đây cũng là các cái đơn đặt hàng tới từ khách hàng đặt hàng online trên YouTube cũng như trên website fanpage facebook đồ gỗ hiền lành hoặc trên website nội thất la xuyên com video này đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6 đường đồng tâm la xuyên yên ninh ý yên nam định trên mình các bạn đây là ba bộ hành vi cô đối của tất cả khách hàng trên toàn quốc và với đủ các cái thông số kích thước hoành phi 1m55, hoành phi 1m97 và cầu đối 1m77, 1m55, và 1 mét 97 rất là đa dạng thì quý khách có nhu cầu làm về hoành phi cô đối quý khách có liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiền lanh qua hai số hotline trên màn hình 0986 88 3349 hoặc 0985 226684 chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái mẫu mã sản phẩm mà quý khách đang theo dõi trên kênh chúng tôi cập nhật liên tục các mẫu mã mới nhất cũng như các thông số kích thước để cho quý khách tiện theo dõi và tham khảo. Ba bộ hoành phi này thì chúng tôi làm theo đơn đặt hàng tới từ khách hàng Hưng Yên, Hải Hậu và Hải Phòng. Đó là gia đình anh Niệm và anh Hưng và một bộ Hải Phòng đó là khách hàng giấu tên. Thì các cái mẫu hoành phi cô đối này rất là đa dạng, có bộ chặt gấm thì có bộ để nền trơn, tùy theo nhu cầu của quý khách và các cái mẫu câu đối này là mẫu câu đối bán chạy nhất của chúng tôi trong năm 2020 sang năm 2021 này chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa với số lượng nhiều hơn để đáp ứng tới người tiêu dùng và cũng như với cái chất lượng được tốt hơn và gỗ rổi chúng tôi làm bằng gỗ rổi ta cũng chạm ba chữ đức lưu quang nền gấm xung quanh cũng được chạy các cái chữ công đồ gỗ hiền lành có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng lâu năm chúng tôi nhận hoàn thiện sơn son thép vàng lại cũng như là thép vàng lại các cái bề mặt chữ mà quý khách đã sử dụng lâu năm do bị ám khói hương video đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ hiền lành chúng tôi có nhận trùng tu tôn tạo các cái cơ sở thờ cúng đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ đã cũ nhiều năm và đã qua sử dụng lâu rồi chúng tôi có nhận trùng tu tại cơ sở hoặc đến trực tiếp tại tư gia nhà quý khách thì công cá nó sẽ cao hơn quý khách hãy liên hệ trực tiếp về hai số hotline để chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể quý khách có nhu cầu làm về hoành phi cô đối hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ hiền lanh qua hai số hotline 0986 3349 hoặc 0985 226684 thì chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết hơn. Đây là các cái mẫu hoành phi câu đối đặc biệt, đặc sắc nhất năm 2021 đây. Cảm ơn quý khách.